anh xuống, anh cái xe xuống. Ông chạy xe vô nhà đi, đừng có đậu ngoài đường. Chủ em kêu đậu đây. Tôi nói ông chạy xe vô nhà, đừng có đậu ngoài đường. Chủ em kêu đậu đây để quay phim. Tôi quay nè. À biết anh quay rồi. Tôi nói rằng chạy xe vô nhà để cho người ta thấy xe hơi ngủ trong nhà được, chứ không phải rằng là để trống như vậy quay. Cái đường mà đậu xe ở ngoài á là người ta hiểu là xe dừng trước cửa. Còn đậu ở trong nhà được á là xe hơi ngủ trong nhà, cái nhà nó ăn tiền chỗ đó. Ông chạy đi. Dạ 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 em biết rồi, em biết rồi. Luôn hiểu rồi đúng không? Rồi, vô luôn, cắn lên. Lên luôn. Đó, ngon lành. Nửa đi, nửa miếng nữa. Rồi thôi dần. Ok, Nguyễn Duy muốn là cái xe ô tô đậu ở trong nhà để ăn tiền, cái chỗ là nhà có xe hơi ngủ trong nhà được. Một cái căn nhà cực rộng giữa đô thị thành phố Hồ Chí Minh có nhiều ưu thế lắm. Đây, hẻm nhựa rộng, bước ra có mấy chục mét là rộng rãi. Đây, ngay cái đầu đường này có đèn xanh đèn đỏ, ở chỗ này nhìn thấy nè, nguyên cái khu căn hộ cao cấp Sheraton City. Mình đi bộ qua bên đó thì là đường rộng đẹp, công viên cây xanh, rồi bước thêm nữa thì nối tiếp trong nguyên một cái khu phức hợp đó là siêu thị Anmol Tân Phú. Cái khu tổ hợp này nó ngay sát bên nhà, thì đừng có nói là cái căn nhà này giữa trung tâm Sài Gòn còn thiếu bất cứ một tiện ích gì nữa. Đây, bước vô nhà hang, tầng trệt hiện nay là đang trống suốt, ô tô đổ bên này cũng được, bên này cũng được. Bề ngang này là 8 mét nè, chiều dài vô 16 mét rưỡi, nhưng mà hai sổ hồng, tức là chia làm hai căn, căn bên này 4 mét, căn bên này 4 mét. Diện tích sàn là 352 mét vuông, gồm có trệt 3 tầng lầu. Dĩ nhiên đi lên lầu thang bộ thì ai không biết, vệ sinh nằm chỗ này, nhưng mà nhà có thang máy luôn thì đâu có vừa gì, mà thang máy đẹp luôn. Đây, bước lên trên tầng 1 bằng thang máy á, mình sẽ thấy rằng là chủ bố trí trống suốt hết như vậy. Nhà đang kinh doanh ngành thời trang. Với những anh chị nào mà làm công ty, cửa hàng, kinh doanh thì cái tầng này nè, mình ngăn vách hay không ngăn vách thì bố trí ngồi rất đông nhân viên, có full WC nằm ở đây luôn. Vậy thì bây giờ chủ nhà ở đâu? Chúng ta bước lên đây coi căn hộ tại gia. Bước thang bộ lên trên tầng 2, dĩ nhiên thang máy vẫn có chỗ này. Căn phòng ngủ 1, 2, 3, 1 tầng 2 này thôi, 4 cái nhà vệ sinh, bếp nè, phòng ăn rộng rãi ở chỗ này. Tủ lạnh side by side nè, sofa nằm sẵn ở chỗ này luôn. Đó, nhìn xuyên qua phòng ngủ đó không? Thoáng, rộng, có ghế massage. Phòng ngủ nào cũng có vệ sinh trong đó hết. Một tầng này thôi, ba phòng ngủ, thực tế là nó rộng hơn một căn hộ trăm mấy mét vuông rồi. Vuông nhất á, dễ bố trí. Bây giờ mình vô thang máy, đi lên tầng 3, ra phía sau vệ sinh, phòng giặt phơi. Còn đương nhiên phần cao nhất ở phía trước này là phòng thờ. Bước thẳng ra sân thượng ở phía trước này, nướng BBQ buổi chiều đi anh chị. Nhìn thẳng qua view Sheraton City, ngay siêu thị Anmol Tân Phú, đi bộ qua đó cũng được đó. Nhà ở thành phố Hồ Chí Minh mà trên tầng mái có cái sân vườn, thấy không? Giúp cá nè, ngò nè, rau răm, khổ qua nè, mướp nè, đầy đủ hết luôn. Cái sân vườn này rất là nhiều rau. Nói chung giữa đô thị Sài Gòn mà có cái vườn rau như vậy đâu phải là chuyện dễ. Nhìn nó rất là đã. Cái căn nhà cực rộng giữa đô thị Sài Gòn, trệt 3 lầu, đầy đủ công năng, hai sổ hồng mà có hoàn công, hai căn nhà, căn 4 mét ở trong cái sổ luôn rồi. Nếu anh chị cảm thấy tầm giá 15 tỷ 8 cho toàn bộ cái tài sản hai sổ này hợp lý thì cứ gọi ngay cho anh Tú 0917 096 080. Nguyễn Duy review bất động sản như vậy là không ăn tiền cò môi giới, phần trăm hoa hồng cái gì hết á, được thù lao công quay phim rồi. 0903 644 679, số của Nguyễn Duy. Anh chị mình có bất động sản cần review hoặc muốn đào tạo hướng dẫn xây kênh video ngắn mạng xã hội thì gọi Nguyễn Duy bằng số đó. Em chuyên đứng đằng sau thành công của người khác. Đam mê nên em quyết góp mặt với đời để phục vụ cho anh em giải trí, đem nụ cười anh em vừa ý. Rồi xăm tiền comment khen một tí để em nó có thêm buồn đồng viên. Nguyễn Duy.